tháng qua, trung bình mỗi ngày Vĩnh Phúc có 2.000 ca mắc SARS-CoV-2, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao, song tính mạng của nhân dân được đảm bảo, số ca tử vong vì COVID-19 thấp nhất cả nước. Kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Chính vì vậy, nhiều ca mắc nhưng do được tiêm phòng trước nên số ca nặng và tử vong thấp. Theo thông tin từ Sở Y tế, số ca tử vong phần lớn rơi vào trường hợp là người cao tuổi có bệnh lý nền, chưa tiêm vaccine COVID-19. Sở Y tế khuyên cáo đối với những người cao tuổi chưa tiêm nên đăng ký ngay việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngành y tế cũng đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm vaccine cho người cao tuổi. Ông Trần Bá Bình ở thôn Nghĩa Đô, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên năm nay đã gần 70 tuổi. Nhờ được tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 nên ông đã tránh được việc lây nhiễm cho dù trong thôn có thời kỳ dịch tăng cao đỉnh điểm. Ông Bình cũng chia sẻ việc tiêm vaccine không ảnh hưởng đến sức khỏe như những thông tin truyền miệng. Vợ ông có bệnh nền nhưng khi mắc COVID-19 cũng chỉ có biểu hiện rất nhẹ và nhanh chóng khỏi bệnh. Khi chúng tôi đã được tiêm vaccine rồi, mũi 3 rồi thì cảm thấy là nó rất an toàn ở cái chỗ là khi ví dụ như là bà nhà tôi là có bệnh nền mà khi bị F0 thì cũng thấy là nó chỉ có sốt nhẹ thôi. Theo thông tin từ Sở Y tế, hiện nay vẫn còn một số người cao tuổi vẫn còn tâm lý không tiêm vaccine phòng COVID-19 với lý do trong người có bệnh lý nền, sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Đây là những thông tin truyền miệng, không chính xác. Tất cả các trường hợp người cao tuổi khi tiêm vaccine phòng COVID-19 đều được ngành y tế kiểm tra rất kỹ, theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình tiêm. Các ca bệnh dẫn đến tử vong gần như là đến 90% là những người mà chưa được tiêm mũi nào. Và đại đa số trong số những người này là những người có bệnh lý nền. Và hôm nay tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng là nhân dân cần phải có một cái sự là thay đổi cái nhận thức mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa. Bởi vì chính những người mà chưa được tiêm đấy, đa số lại là những người rất già, cao tuổi và thường có bệnh lý nền rất là nặng. Cho nên là bản thân các cụ lo lắng, hai nữa là gia đình lại càng lo lắng, tự suy luận rằng là không nên tiêm. Và điều này thì rất là trái ngược với lại là sự chỉ đạo của chính quyền, cũng như đặc biệt là cái tư vấn của ngành y tế. Và hôm nay tôi cũng rất mong muốn là ở tỉnh chúng ta, nếu gia đình nào còn ai mà chưa được tiêm mũi nào, cố gắng hãy báo cho cái cơ quan y tế gần nhất. Chúng tôi sẽ sẵn sàng là đến tận nhà để tiêm cho những người mà không thể đi ra khỏi ngoài được. Và không để cho ai mà không có vaccine để mà tiêm. Thực tế cũng đã chứng minh số ca tử vong vì COVID-19 trên địa bàn tỉnh thấp là nhờ tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt cao, sức khỏe cộng đồng dân cư được đảm bảo. Quá trình tiêm vaccine diễn ra đảm bảo an toàn, không có các trường hợp phản ứng đáng tiếc xảy ra sau tiêm. Hiện nay, tiêm vaccine là cách tốt nhất để bảo vệ cơ thể. Khi đã tiêm vaccine COVID-19 thì giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu đã nhiễm bệnh thì không bị bệnh nặng. Nếu đã có bệnh nặng thì khả năng gây tử vong là thấp hơn rất nhiều so với chưa tiêm. Tiếp tục chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2022, tổng số ca nhiễm 341.949, tổng số ca bình phục 308.775, số ca tử vong 25, số ca nhiễm trong ngày 2.202. Trong đó 1.795 ca tại cộng đồng, 406 ca cách ly tại nhà, 1 ca trong khu cách ly. Số bệnh nhân đang điều trị 19.472, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 1.503. Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 2.605.188 mẫu. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến quy mô cấp xã như sau. Đơn vị hành chính: tỉnh Vĩnh Phúc cấp 2, huyện thành phố cấp 1, 1, cấp 2, 8, xã phường thị trấn cấp 1, 39, cấp 2, 89, cấp 3, 8.